Alo, chào anh em. Mình mới hoàn thiện hai cái lưỡi móng heo nồng cỏ nha anh em. Thì cái cặp lưỡi câu này có giá là 700 ngàn. Đó. Làm bằng thép C70. Cái cỡ thép này là 2 ly nha anh em. Đó. Và mình quay cái hướng này cho anh em xem. Có nhiều anh khách đó thì nói là cái giá này thì cao quá. Có người đã bán 50 ngàn, 100 ngàn. Thì đúng là như vậy anh em. Nhưng mà cái giá cao này nó đi với cái chất lượng của nó. Nếu mà mình làm ra cái lưỡi có chất lượng khoảng 50 ngàn mà mình bán với cái giá 350 này thì chắc chắn là sẽ không ai mua. Và đồng thời mình cũng sẽ không còn buôn bán gì được nữa, không còn làm được nữa. Mà mình vẫn còn làm tới bây giờ, vẫn còn buôn bán tới bây giờ, điều đó chứng tỏ rằng là cái chất lượng mà mình đem đến nó rất là xứng đáng với cái giá tiền anh em bỏ ra, đúng không? Anh em có thể mua một cái món đồ Trung Quốc 100 ngàn, nhưng cũng với cái món đồ y như vậy thì những cái món đồ cao cấp của Nhật chẳng hạn thì nó có giá gấp 10, gấp thậm chí là gấp trăm lần, vì nó đem đến một cái hiệu quả sử dụng, một cái hiệu quả trải nghiệm nó tuyệt vời. Và mình làm cái lưỡi câu ra thì không phải là mình quay cái mũi ha, không phải là đơn giản một cái lưỡi câu mà mong muốn để cho anh em có cái sự trải nghiệm tuyệt vời đó. Đó. Anh em nhìn cái mũi bên mày nè, rất là tinh ha, rất là đã luôn. Và mình không làm lưỡi theo lô bán theo đống để anh em lựa, mà mình làm theo đơn đặt hàng. Và mỗi một cái lưỡi làm ra thì nó được hoàn thiện rất là cao cấp, rất là xịn, rất là chuẩn chỉ, tỉ mỉ, chứ không hề có những cái sượng hay là cắt phạm, cắt lố vân vân, không có mấy cái chuyện đó. Cho nên anh em thấy là các cái lưỡi câu mà mình gửi bán, mình đăng lên đó, nó đều rất là chuẩn ha. Đó. Nếu mà lựa thì chắc chắn là anh em sẽ không có lựa được cái gì hết, vì nó rất là ngon rồi. Đó. Ok, anh em có yêu thích cái kiểu lưỡi của mình hay là cái thép C70 này, có muốn mua hàng thì có thể liên hệ số điện thoại Zalo với mình ha. Mình cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, chào anh em.